Rồi, hello các bạn nha. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Cua Vlog 61. Thì hôm nay mình sẽ báo giá cho tất cả các bạn về những dòng xe như là Winner XV3, Winner V2 đã đăng ký lần 1, và S155, S150, MX King, và dòng xe Sonic và Suga GTR nữa, để cho anh em tham khảo giá này ngay tại thời điểm là cuối tháng 3 nha. Thì cửa hàng mình ở đâu? Cửa hàng mình là ở 91 Lê Hồng Phong, Dĩ An, Bình Dương. Ở ngoài kia thì học sinh hiện tại đang đi ra khỏi trường các bạn, nên là khá là ồn ào, nên các bạn thông cảm giúp cho mình nha. Còn cửa hàng thứ hai là ở Uyên Hưng 42 Tân Uyên, Bình Dương. Bạn nào ở gần khu vực nào thì có thể liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại ở bên góc màn hình nha. Hoặc là anh em có thể nhấn dưới phần mô tả video á, sẽ có số điện thoại và địa chỉ cửa hàng. Kết bạn Zalo với những số điện thoại đó thì bên mình sẽ gửi định vị cho các bạn đi cho nó dễ dàng hơn. Ok chưa? Đầu tiên là dòng xe Winner XV3 trước nha các bạn nha. Thì mình sẽ coi giá, tại vì nhiều xe quá giờ nhớ giá không nổi. Rồi, thì Winner XV3 hiện tại bên mình á sẽ có 3 phiên bản. Đầu tiên là phiên bản tiêu chuẩn. Thì phiên bản tiêu chuẩn là phiên bản mà phanh thường, không phải là phanh CVS mà là phanh thường ha. Thì mình sẽ có màu bạc đen nè, trắng đen, đỏ đen, màu đen. Thì sẽ có mức giá là 43.500.000 đồng. Giá mình báo cho các bạn là đã bao gồm thuế VAT rồi. Tiếp theo là phiên bản đặc biệt, thì mình sẽ có là màu đen vàng, tức là màu đen bằng đồng đó các bạn. Rồi màu đỏ đen xanh, bạc đen xanh là 47.500.000 đồng ha. Cuối cùng là phiên bản thể thao, là phiên bản HRC, mình sẽ có mức giá là 48 triệu đồng. Chiếc này ở đây trước mặt các bạn đây nè, nó là phiên bản đặc biệt, thì giá của nó là 47.500.000 đồng nha. 47.500.000 đồng. Nó sẽ sử dụng ổ khóa Smart Key. Màu bạc này mình nói với các bạn là rất nhiều khách hàng thích nó và mua nó, tại vì màu nó rất là đẹp luôn nha các bạn, rất là đẹp luôn. Rồi, bây giờ tiếp theo là đối với dòng xe Winner V2 đây. Thì hiện tại Winner V2 bên cửa hàng mình đã hết hàng rồi nha các bạn, chỉ còn những chiếc này là đăng ký lần 1 thôi. Và những chiếc đăng ký lần 1 như thế này á, thì các bạn nhanh tay thì còn mà chậm tay thì hết nha. Tức là sao? Xe này của mình là mới hoàn toàn 100%, chưa đăng ký, chưa qua sử dụng luôn. Nếu như các bạn lên đây mà thấy chiếc xe nào của mình á mà đăng ký lần 1 này mà đã qua sử dụng rồi, thì bên mình sẽ tặng cho các bạn chiếc xe đó luôn, nên các bạn yên tâm vấn đề đó ha. Thì giá hiện tại của dòng xe Winner V2, Winner X mà đăng ký lần 1 bên cửa hàng xe máy nhập khẩu Sủng Sài Gòn của mình á, thì đối với phiên bản mà phanh thường đây, có màu đen đen bóng nè, màu bạc, ở màu hồng, màu đỏ, rồi màu đen này cũng màu đen này giống nhau, và màu xanh, thì mình bán cho các bạn với mức giá là 33 triệu đồng. 33 triệu đồng nha các bạn. Đó, anh em nào mà mua chiếc xe này về mà cầm cái cà vẹt đi luôn, sử dụng luôn thì cầm mới 33 triệu đồng thôi. Còn anh em nào mà muốn á, mình đăng ký theo kiểu mà gọi sao ta, ủy quyền á, thì nó sẽ rẻ hơn. Dụ ra ngoài công chứng ủy quyền thì có bao nhiêu tiền đâu, chừng chấm mấy 200 thôi. Còn anh em nào á, mà muốn rút hồ sơ thì bên mình vẫn rút hồ sơ cho các bạn được, rút hồ sơ và đăng ký tên mới cho các bạn được luôn. Ok chưa? Tên mới, bấm số mới y như là chiếc xe mới hoàn toàn của bạn luôn. Đấy. Rồi, đây là V2 ha, Winner X. Tiếp theo mình sẽ xuống dưới đây nè các bạn. Dưới đây thì mình sẽ đi từ trong ra ngoài ha. Đây. Các bạn sẽ có, đầu tiên là mình sẽ có là thằng Sonic. Sonic thì bên cửa hàng mình sẽ bán cho các bạn với cái mức giá là 57.500.000 đồng. 57.500.000 đồng nha. Bạn nào mà thích dòng Sonic này thì có thể liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại bên góc màn hình. Nhớ nha, cửa hàng mình và cái kênh YouTube của mình á, mình quay bất kỳ các cửa hàng nào cũng vậy, giá mình báo các bạn lúc nào cũng đã bao gồm thuế VAT rồi. Còn cửa hàng nào mà đưa cho mình cái giá mà không có VAT là mình sẽ không quay cửa hàng đó. Đấy, và đặc biệt ở trên Sủng Sài Gòn này mình bán cho các bạn với mức giá là cực kỳ rẻ luôn. Cực kỳ rẻ và giá đã bao gồm thuế VAT rồi, nên là các bạn cứ yên tâm về vấn đề giá cả ở đây. Hứa với các bạn những xe nhập khẩu này nọ kiểu ha, vô đây các bạn là mình báo giá dụ 50 triệu không? Là 50 triệu mua xe về tự làm biển số. Còn muốn mà bên cửa hàng mình làm biển số cho các bạn thì cộng thêm khoảng tầm 1-2 triệu tùy vào khu vực của các bạn. Ok nha. Rồi tiếp theo là Supra GTG đây. Hôm bữa giờ ở bên Malaysia đang hot cái vụ mà con Supra GTG này mới ra phiên bản 2022, và thằng LC135 đó là E135. Nhưng mà những cái xe đó các bạn, hiện tại thì bên thị trường Malaysia họ mới sản xuất, mới ra mắt thôi, thì bắt đầu họ sản xuất hàng loạt ra rất là nhiều để cung cấp cho cái thị trường Malaysia trước, đầu tiên, ưu tiên nhất của họ. Thì sau khi bên họ đầy đủ rồi, đầy đủ hàng, dư hàng rồi, thì họ mới bắt đầu là cho những cái nước lân cận như là Indo và Việt Nam nhập hàng. Ok chưa? Nên là các bạn phải hiểu vấn đề đó. Hiện tại thì vẫn chưa có ai có là LC135 hay là Supra GTG hết trơn á, 2022 chứ hết. Hiện tại là Supra GTG này nè các bạn,
phiên bản cũ này ha, nó sẽ khác phiên bản mới. Phiên bản mới bên Malaysia thì cái kính chắn gió của nó khá là đẹp luôn. Thì phiên bản cũ này của bạn, của mình á, bên cái hàng mình nha, mình sẽ bán cho các bạn với mức giá là 55 triệu đồng. Giá đã bao gồm thuế VAT rồi, 55 triệu đồng. Ngoài thị trường có 58 triệu tới 60 triệu luôn nha các bạn, có luôn á. Nhưng mà bên mình bán cho bạn 55 triệu đồng thôi. Và mình nói thật luôn, chiếc xe này á, không phải ai muốn mua là mua. Chắc chắn mình nói ra cái giá là 55 triệu đồng, nhiều bạn nói ờ thôi mua Exciter sướng hơn nè, công nghệ nhiều hơn nè, hay là mua Winner V3 này nọ có thắng ABS tốt hơn nè. Nhưng mình nói với các bạn ha, thì những cái người mà mua chiếc xe Supra GTG này á, là người ta không phải mua chiếc xe này để về để đi chơi, đi cua gái, đi khè gái, đi lấy le, hay là đi đua, hay là đi phượt, hay là đi làm. Mà họ mua chiếc xe này về chủ yếu là họ chơi kiển. Đấy, những người thích sưu tầm xe và những người yêu mến cái dòng xe này thì người ta mua về để người ta chơi kiển. Còn hiếm lắm những anh em nào mà thích, rất thích và rất đam mê cái dòng này, mua xe về để sử dụng thì rất là hiếm, cực kỳ hiếm. Phải nói là cực kỳ thích và yêu mến dòng xe này thì anh em mới lựa chọn mua chiếc này thôi, với giá là 55 triệu đồng. Đấy, rồi tiếp theo là chiếc Exciter. Exciter này là RC 150 phân khối nha. Để coi giá coi, để coi giá coi đã. Exciter thì bên cửa hàng mình sẽ có màu trắng đỏ cho các bạn, trắng đỏ. Giá mình bán cho các bạn hiện tại Exciter mà 150 phân khối này sẽ bán cho các bạn với mức giá là 46 triệu đồng. Giá cũng đã bao gồm thuế VAT rồi mà, nhưng mà chưa có lăn bánh. Anh em nào ở huyện thì khoảng tầm triệu mấy, gần 2 triệu, thị xã thì khoảng tầm là 2 3 triệu. Thành phố của tỉnh thì khoảng là 3 4 triệu, rồi thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm 4 5 triệu gì đó. Ra đây mình tính trực tiếp, tính nhanh cho các bạn, chứ bây giờ là tính thì tổng thể thôi. Tiếp theo đây là mở kinh. Đấy, anh em có thể thấy được là em mở kinh nó sẽ khác với thằng Exciter một cái á, là nó sẽ có cái bảng tên ở đây. Đấy. Ha. À, và cái phần lỗ mũi này của nó nè. Đó, anh em có thể thấy được lỗ mũi này rất là to để mình gắn được cái bảng tên. Còn thằng lỗ mũi của thằng này nó rất là nhỏ. Thấy chưa? Rồi, thì em mở kinh này á, nó sẽ nhỉnh giá hơn so với thằng Exciter 150 tí xíu là 46 triệu 800 ngàn đồng. Giá cũng đã bao gồm thuế VAT rồi. À, thì anh em cũng biết á, giá xăng á thì tăng thì tăng nhẹ chừng 10 ngàn ha. Nhưng mà giảm thì giảm mạnh tới 600 đồng luôn các bạn. Nên là cái việc mà nhập khẩu xe từ những cái cảng này nọ kiểu á, về rồi thế má này nọ kiểu nữa mới hoàn thành một cái xe nhập khẩu cho các bạn để các bạn mua sử dụng, thì giá sẽ cao hơn là cái xe chính hãng. Còn đối với cái xe mà chính hãng á, thì cái việc vận chuyển từ những nhà máy ở miền Bắc vào á, thì nó cũng tốn chi phí khá là cao do giá xăng nó tăng lên. Đấy, xăng nó giảm có 600 mấy chục đồng à, mà dầu giảm tới ngàn mấy lần á. Nên là mình nghĩ bây giờ nếu như mà có gọi là xe máy không chạy bằng xăng mà xe máy chạy bằng dầu đi, giống như xe ô tô là thấy ok hơn ha. À, tiếp theo nè, sẽ báo giá dòng xe F155 là dòng xe cuối cùng ha. F155 thì bên cửa hàng mình sẽ có những phiên bản này cho các bạn. Đối với chìa khóa thường, màu đen nhám với chìa khóa thường nè ha, thì mình sẽ bán cho các bạn với mức giá là 46 triệu đồng chìa khóa thường nha. Còn đây là chiếc F màu đen nhám. F màu đen nhám thì mình sẽ bán cho các bạn với mức giá là 49 triệu đồng. Giá đã bao gồm thuế VAT rồi ha. Phiên bản RC là 49 triệu đồng. Còn phiên bản xanh RB là 50 triệu 500 ngàn đồng nha. RC màu đỏ nè, đỏ nhám nè, đen nhám nè là 49 triệu đồng. Phiên bản GB là 50 triệu rưỡi. Còn phiên bản mà chìa khóa thường á thì là 46 triệu đồng. Đấy, đó là một số cái giá cập nhật vào tháng 3, cuối tháng 3 đầu tháng 4 cho anh em. Nếu như mà anh em nào quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại bên góc màn hình, hoặc là ở dưới phần mô tả video có số điện thoại á, anh em liên hệ nha. Rồi, cũng cảm ơn tất cả các bạn đã xem kênh của Vlog 61. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những clip tiếp theo. Chúc các bạn một buổi tối xem video thật là vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.